Thị Bảo Châu, MDRT 2023 đạt sớm chỉ trong vòng 16 ngày. Kết quả này đã nằm sẵn trong sự chuẩn bị ngay từ khi bắt đầu của tôi. Ngay từ quý cuối của năm 2021, tôi đã sẵn sàng và chuẩn bị từng bước cho năm 2022. Từ hàng trăm bảng khảo sát sức khỏe tài chính, tôi đã tìm ra cho mình 300 khách hàng tiềm năng. Từ 300 người đó, tôi sàng lọc ra cho mình 50 khách hàng tiềm năng và có nhu cầu nhất để tiến tới tư vấn và chốt hợp đồng ngay từ đầu tháng 1. Cứ mỗi cuối tháng, tôi lại tiếp tục sàng lọc ra cho mình 50 người khách hàng tiềm năng nhất để ngay đầu tháng tôi đi gặp và chốt hợp đồng liền. Điển hình là ngay từ đầu tháng 1, tôi đã ký được 21 hợp đồng chỉ trong vòng 10 ngày. Ngoài ra, tôi còn đi sâu vào việc chăm sóc khách hàng hiện có. Đối với tôi, việc chăm sóc khách hàng hiện hữu dễ hơn là việc mình phải đi tìm khách hàng mới. Chỉ cần mình tận tâm, chu đáo, chăm sóc khách từ những điều nhỏ nhặt nhất, khách hàng rất là hài lòng. Từ đó mình có thể thuyết phục khách hàng ký thêm những sản phẩm mới. Những nhận xét mà khách hàng thường dành tặng cho tôi đó là uy tín, tận tâm, chuyên nghiệp, vui vẻ. Bản thân tôi cũng nghĩ đó là những tố chất mà một tư vấn viên cần phải có. Một vài lời nhắn nhủ tới các đồng nghiệp: hãy cứ say mê đi, hãy làm những điều bình thường bằng nỗ lực phi thường nhất. Chỉ cần các bạn làm việc một cách tỉ mỉ và cần mẫn mỗi ngày, biến điều đó thành thói quen làm việc, có như vậy thành công sẽ đến với bạn. Thực sự, việc đạt MDRT sớm chỉ trong 3 tháng đầu năm đối với tôi như một kỳ tích. Nhưng kỳ tích không tự nhiên mà có, mà đó là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ khi bắt đầu, cùng với sự nỗ lực hết mình trong từng công việc dù là nhỏ nhất. Tôi đã có kỳ tích riêng của tôi, các bạn cũng có thể tạo nên kỳ tích.